Tin mừng cho người nghèo xin kính chào quý khán thính giả trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ hai 26 tháng 11 2018, chương trình Sống Tin Mừng gồm có Nụ cười của Joy, chứng nhân của tình yêu Giêsu vượt thắng cái ác, câu chuyện truyền giáo mối tình đầu. Trước hết, Mai Thiên mời quý vị cùng đến với Nụ cười của Joy, chứng nhân của tình yêu Giêsu vượt thắng cái ác. Một viên đạn lạc làm biến dạng khuôn mặt của Joy, nhưng Joy không bao giờ mất đi nụ cười. Qua đời sống đức tin, Joy chính là lời chứng sống động, như Đức Giáo hoàng Francisco viết trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2018. Đối với ai luôn ở cùng Chúa Giêsu thì sự ác là một động lực để yêu mến nhiều hơn. Ngày Chủ nhật hôm đó, ngày 1 tháng 10 năm 2017, Joy ở trong nhà chơi với người em họ. Đối với hai chị em, nếu được đi ra ngoài chơi thì tốt hơn. Nhưng bên ngoài có lệnh giới nghiêm, một nhóm người đang tham gia biểu tình. Thế giới của Joy thì khác hẳn. Đó là thế giới của một thiếu nữ 14 tuổi sống vô tư, thế giới của các bài tập, của việc giúp đỡ mẹ chuẩn bị các bữa ăn, của việc yêu thích chơi đùa. Rồi đột nhiên một tiếng nổ, cửa kính rung mạnh và rơi xuống, một tia chớp và tiếng rít chạy qua như một mũi tên. Như thế, ngày hôm đó, thế giới của những đổ vỡ lớn, không gõ cửa, không xin phép, đã đến, bước vào cuộc sống của Joy, xâm nhập vào cuộc sống vô tư của một thiếu nữ, và trong một ngày Chúa Nhật đẹp trời bắt đầu mùa thu, đưa em vào bóng tối thẳm sâu nhất. Một viên đạn lạc được bắn từ thế giới của người lớn để giải tán đám đông biểu tình đã xuyên qua cửa sổ và trúng vào đầu của Joy, làm khuôn mặt của em bị biến dạng, mắt trái bị hỏng, mất xương gò má và một phần mũi. Khuôn mặt luôn nở nụ cười giờ đây bị biến dạng đầy máu. Giữa tiếng kêu khóc, Joy được mang đến một bệnh viện gần nhất. Đây là một bệnh viện do các nữ tu phan sinh điều hành. Các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa cho Joy, tìm cách truyền máu cho em một cách nhanh nhất. Nhưng niềm hy vọng rất mỏng manh vì em bị mất quá nhiều máu. Họ cho rằng em không thể qua khỏi đêm đó. Các nữ tu đã quay quần xung quanh giường, thức đêm cầu nguyện cho em. Vào lúc bắt đầu tảng sáng, giữa kinh kính mừng và kinh lạy cha, Joy có biểu hiện của sự sống và tiếp tục như thế. Khi mặt trời mọc, mọi người nhìn em với đầy niềm hy vọng. Các bác sĩ tiếp tục chăm sóc cho Joy những việc cần thiết và sau đó em được chuyển đến một bệnh viện khác để được chăm sóc đặc biệt. Các nữ tu tiếp tục cầu nguyện và tìm các ân nhân để có thể trợ giúp cho em. Ở Cameroon không có bảo hiểm y tế, việc chăm sóc phục hồi cho Joy rất đắt. Joy đang được phục hồi nhưng còn cần phải được tiếp tục điều trị. Với sự trợ giúp của các tổ chức bác ái, Joy đã được đưa tới Italia. Tại đây, Joy đã phải trải qua rất nhiều cuộc giải phẫu, chỉnh hình. Từ các cuộc giải phẫu, các bác sĩ còn phát hiện ra những tổn thương bên trong não, chứ không chỉ phần bên ngoài khuôn mặt. Và nếu không có sự can thiệp kịp thời, thì cái chết là điều không thể tránh khỏi. Ngày này nối tiếp ngày khác, Joy phải trải qua rất nhiều lần can thiệp y khoa trong đau đớn. Joy tỉnh táo nhưng không thể làm gì được. Thời gian dài nằm yên trên giường thật là một khó khăn thử thách đối với một thiếu nữ đang tuổi vui chơi, chạy nhảy. Nhưng mặc dù phải chịu đựng đau đớn thân xác và tinh thần như vậy, những người chăm sóc cho Joy đã làm chứng rằng họ không bao giờ thấy Joy mất đi những nụ cười tốt lành, ấm áp. Niềm vui của em thật đúng là một món quà dành cho mọi người. Em không thể ra khỏi căn phòng, thậm chí không thể bước ra khỏi giường, nhưng em vẫn có thể kết nối, vẫn có thể vui sống với thiên nhiên bằng trí tưởng tượng và một máy tính nhỏ. Nhưng trên hết, qua mối tương quan, chuyện trò với những người chăm sóc em, với các bệnh nhân khác, mặc dù vết thương trên khuôn mặt làm em đau đớn, nhưng em vẫn không ngừng ca hát và nhún nhảy trên giường. Và khi bắt đầu được phục hồi dần, có thể đi ra ngoài một chút, em lập tức hòa nhập liền với thiên nhiên, với hoa quả, với chim hót. Ngày 12 tháng 9, cùng với cha mình, Joy trở về Cameroon.
nơi mà em có thể ôm hôn người mẹ yêu dấu, những người thân, các nữ tu và chơi với các bạn, với người em họ. Mặc dù đã được chăm sóc tận tình với những can thiệp y khoa hiện đại, nhưng các bác sĩ không bao giờ có thể xóa hoàn toàn các vết sẹo trên khuôn mặt của Choi. Nhưng đối với Choi, trong các vết sẹo của ngày hôm nay không có chỗ cho sự oán giận. Khuôn mặt của em bị biến dạng bởi tội ác, bởi cái xấu, nhưng trên tất cả, em không bao giờ mất đi nụ cười nơi khuôn mặt. Và em chính là một nhân chứng sống, như Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo đã nói, đối với ai luôn ở cùng Chúa Giêsu thì sự ác là một động lực để yêu mến nhiều hơn. Tiếp theo, Mai Thiên mời quý vị cùng đến với câu chuyện truyền giáo được trích trong tập Viết cho em của Linh Mục Pio Ngô Phúc Hậu. Câu chuyện có tựa đề Mối tình đầu. Em yêu thầm Thắng, Thắng yêu thầm em. Chủ nhật nào hai đứa cũng rủ nhau đi lễ ở nhà thờ Đức Bà. Hỏi tại sao thì bảo là đi nghe cha khảm giảng lễ. Lễ xong, hai đứa cùng nhau đi ăn phở vỉa hè. Phở vỉa hè vừa rẻ vừa ngon. Đi lễ thì quỳ bên nhau, ăn phở thì ngồi nhìn nhau. Tình yêu trong trắng như thiên thần, tình yêu thấm thiết như ruột thịt. Cứ đều đặn như thế qua suốt hai mùa Giáng sinh. Em không ngỏ ý, Thắng không ngỏ lời, tình lặng lẽ trôi. Thế rồi bỗng Hoàng nhảy dù xuống đứng giữa hai người. Hoàng chính thức xin cưới em. Hoàng hơn Thắng về mọi phương diện, cao lớn, lực lưỡng, hoạt bát, học giỏi, con nhà giàu, lại được cả gia đình em làm hậu thuẫn, cha mẹ đốc vô, anh chị vung vào, bạn bè của em đứng hết về phía Hoàng. Thắng lủi thủi tránh mặt chờ thái độ của em. Em yêu Thắng, còn Hoàng thì em chỉ mới thích mà thôi. Lấy Thắng mà bỏ Hoàng thì thấy tiên tiếc, lấy Hoàng mà bỏ Thắng thì thấy thương thương. Em hỏi tôi, lấy Thắng, lấy Hoàng hay là ở giá? Câu hỏi của em khó quá, nên câu trả lời tôi đành treo lơ lửng trên mây. Em hãy tạm gác câu chuyện của em sang một bên để nghe tôi kể chuyện thiên hạ, nghe chuyện người ta để gẫm ra chuyện của mình. Có một bà mệnh phụ rất xinh đẹp và rất quý phái, rất dịu dàng và rất duyên dáng. Chồng của bà là một quan chức lớn, tính ông rất điềm đạm và độ lượng, cấp trên không dám ăn hiếp, cấp dưới không dám qua mặt. Tài đức song toàn, một mẫu đàn ông lý tưởng, con gái thì xinh như mẹ, con trai thì hào hiệp như cha, hạnh phúc chan hòa, ai nhìn cũng ham, ai thấy cũng thèm. Hôm ấy bà mệnh phụ rủ người bạn tâm phúc từ tuổi thơ ấu đi viếng Đức Mẹ bãi dâu. Chỉ hai đứa mình thôi, em có một chuyện tâm tình muốn nói với chị. Bộ ông xã của chị lại sinh tật rồi hả? Không phải, ra ngoài Vũng Tàu em sẽ nói cho chị nghe. Hai chị em ngồi lần hạt dưới chân đài Đức Mẹ, hết chuỗi 50, bốn ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, im lặng, im lặng đến không chịu nổi. Bộ ba tụi mình hồi đó chỉ có chị là hạnh phúc nhất, em thì vui buồn đắp đổi, còn Quỳnh Như thì mẹ quá con côi. Cảm ơn chị, ai cũng khen em là hạnh phúc, mà hạnh phúc thật. Chồng như thế, con như thế, 30 năm sống với nhau mà anh ấy chưa một lần nặng lời với em. Nhưng suốt 30 năm, em chỉ kính trọng và quý mến anh ấy chứ chưa một lần yêu. Thế chị yêu ai? Anh Hưởng, em chỉ yêu một mình anh ấy, muốn quên mà không được. Mối tình đầu mà, anh ấy cũng không quên được em. Tuần rồi anh ấy viết thư cho em. Nếu em đồng ý thì chúng ta sẽ bỏ tất cả mọi sự ở Việt Nam. Chúng ta qua Paris và sống chung với nhau những năm cuối đời. Em cảm thấy yếu đuối quá, xin chị cầu nguyện cho em. Nếu không được Đức Mẹ phù hộ thì em đã sa ngã từ lâu rồi. Thế tại sao hồi đó chị không lấy anh Hưởng? Em phải vâng lời cha mẹ. Cha mẹ em có lý, vì anh này hơn hẳn anh Hưởng cả về tài lẫn đức. Cha mẹ em chê anh Hưởng lóc chốc, không có chiều sâu. Em đã nghe tôi kể chuyện về bà mệnh phụ, bây giờ em hãy nghe tôi nói chuyện với bà ấy. Chị đã không lấy được người yêu,
Chỉ vì chị tôn kính và vâng lời hai đấng sinh thành, suốt 30 năm trường, chị lặng lẽ nuốt sầu để cha mẹ được vui. Lòng hiếu thảo của chị đáng được ghi vào sử sách. Suốt 30 năm ròng rã, chị vẫn một niềm quý mến và kính trọng chồng, một người mà chị chưa một lần nào cảm thấy yêu thương. Cũng suốt 30 năm ròng rã, chị luôn luôn là người mẹ dịu dàng và khôn ngoan, tạo được năm mặt con vừa đẹp vừa ngoan. Chị xứng đáng là người vợ gương mẫu, là người mẹ đáng tôn vinh. Một mình chị ngậm đắng nuốt cay để mọi người trong gia đình được hạnh phúc. Tôi ca ngợi chị, tôi ngưỡng mộ chị. Nhưng nếu chị lấy được người yêu, thì người yêu ấy không còn là thần tượng của chị như bây giờ nữa. Cũng rất có thể là chị chẳng hề được hạnh phúc bên người yêu ấy. Tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở là thế. Ở xa thì thơm, ở gần thì thúi cũng là thế. Mọi thực tế ở trên đời này đều rất bình thường, hoặc rất tầm thường. Mọi cái đẹp chỉ có trong giấc mơ, đẹp như mơ là vậy. Rất nhiều người đã lấy được người yêu đầu tiên, nhưng họ chẳng hề yêu nhau như chị và anh Hưởng đang yêu nhau đến thế. Cũng chỉ vì hai người đã lấy được nhau, vậy thôi. Bản thân chị là một bài học đắt giá cho mọi người làm cha làm mẹ. Một người đàn ông có tư cách, có địa vị mà phải sống với một người vợ không yêu mình suốt 30 năm trường. Người vợ ấy chỉ là người đàn bà không hơn không kém, chua quá, đắng quá, bất công vô cùng. Ai đã tạo nên nông nổi ấy? Ba mươi năm ròng rã, thân xác thì trao cho chồng, mà linh hồn thì dâng hiến cho người yêu. Như thế có phải là ngoại tình từ xa không? Có lẽ chị vẫn tự hỏi như thế. Lương tâm bị cắn rứt khôn nguôi, khổ vô cùng. Ai tạo nên nông nổi ấy? Chị, tôi mong rằng chị là người cuối cùng bị ép bỏ người mình yêu. Để... Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện truyền giáo vừa rồi của cha Pio Ngô Phúc Hậu cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Chương trình Sống Tin Mừng sẽ được phát trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào lúc 20 giờ. Chân thành cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn vui vẻ, bình an. Mai Thiên thân ái tạm biệt.